Xin chào tất cả quý vị các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video tút máy phát điện Xuân Trường. Trong buổi chiều ngày hôm nay, máy phát điện Xuân Trường vừa về một chiếc Denso 13ES mọi người nhé, công suất là 13 kVA. Thì con này chạy ở vòng tua là 1.500 trên 1.800 vòng trên phút nhé mọi người nhé. Đó thì như quý vị các bạn cũng đã biết là bên mình quay gần như là rất nhiều những cái dòng máy 10K, 12, 15K. Đó thì nhưng mà hôm nay, đặc biệt hôm nay nhé mọi người nhé, về được một chiếc máy tua chậm mà phải nói là nó cực kỳ đẹp. Nó cực kỳ đẹp và hai nữa giá của nó phải nói thật sự là hợp lý luôn nhé mọi người nhé. Thật sự hợp lý luôn. Đấy, thì đây, thì sau đây mình sẽ đi vào quay chi tiết cho mọi người xem. Thì con này chạy bằng động cơ Kubota nhé mọi người nhé. Kubota này. Đó, đây. Đó, đây là bên trong của nó này. À đây mà phía mặt bằng táp lô nhé mọi người. Đó, rất là đẹp luôn. Con này chạy bằng tua chậm này. Nó có chiết áp chỉnh vôn nhé mọi người nhé. Có chiết áp chỉnh vôn. Đó. Ở con này này thì con này của nó nhé mọi người, một pha zin 220V, kích từ phụ không chổi than, chạy mạch AVR đời cao cấp nhất hiện nay nhé mọi người nhá. Đó đây, sẽ mở bên trong này cho quý vị xem. Đó, cái bình ắc quy của nó bị hết nên là mình đã đổi mua một cái bình ắc quy mới tinh. Đó, gắn vào nhé mọi người nhá. Đây, bên trong động cơ của nó này mọi người. Đó, phải nói rất chi là đẹp luôn, mình vừa rửa xong nhé mọi người. Vừa rửa xong. Đó, rất là đẹp luôn. Đó. Quay chi tiết luôn cho mọi người coi. Đó. Con này chạy kích từ phụ không chổi than luôn nhé mọi người nhé. Kích từ phụ chưa không chổi than. Bù AVR đời cao cấp nhất hiện nay luôn nhé mọi người nhé. Đây là phía mặt ống xả và két nước của nó này. Đó, động cơ Kubota 3 máy thẳng hàng làm mát két nước nhé mọi người nhé. Đây mọi người thì nhìn thấy này. Rất là đẹp luôn. Có một con máy này. Con này thì dùng cho anh em dùng biệt thự này, dùng 5-6 con điều hòa cùng một lúc luôn nhé mọi người nhé. Chạy vô tư luôn. Hai nữa nó chạy rất là êm luôn. Phải nói rất chi là êm luôn. Thì hôm nay thì mình vừa rửa xong là mình sẽ không để nổ. Để 1-2 hôm nữa máy nó khô nhé mọi người nhé. Thì bên mình sẽ tiến hành để nổ cũng như là test tải qua video cho mọi người nhé mọi người nhé. Đó, hôm nay mình sẽ quay sơ bộ này thôi. Giờ ok. Đó. Đó, anh em nào nhanh tay liên hệ với mình, giá chưa đến 100 triệu nhé mọi người nhé. Giá chưa đến 100 triệu. Mọi người không nghe nhầm đâu, giá chưa đến 100 triệu đâu nhé mọi người nhé. Đó. Cực kỳ là hợp lý luôn. Đó. Anh em nào có nhu cầu liên hệ bên mình, số điện thoại 0963638495, mình sẽ tư vấn cũng như là báo giá chi tiết, gửi ảnh HD luôn cho mọi người nhé mọi người nhé. Ok, sau đây xin phép kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Xin tạm biệt.